nhận định thói đời thường hiển cụ nghinh tăng, ưa vị kỳ uống nước quên nguồn, do đó người ta dễ xa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù chiến tranh sâu xé. Đức thầy nhân một đêm cuối thu gió bắc bắt đầu nổi, cảm cảnh sanh tình ngài cầm bút làm thi, ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù kiến trinh mà tu học, bởi vì ngài trả quả cũng gần kề, lũ bao tàn tất tạ ngược xuôi, còn người lương thiện sẽ được hưởng hồng ăn tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hài hòa, phải làm bổn phận chấn hưng Phật pháp, và phải tu sau kẻ bạo khấm nhường. Riêng phần của đức thầy, dù cho chịu muôn ngàn cái đắng, ngài cũng cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. Thu đã cuối bất lai rai thôi, xét cõi lòng chẳng nổi thương tâm, cánh tràng thôn thức đứng nằm phiền ba. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết chấm vào nghiêng, chỉ giết ngại ngùng cũng bùng sao lại quấy vung, một bầy ngơ ngác cõi tùng còn trời
sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, tới ngày trái quá âm y biết bao. Hóa cho kẻ khát khao đạo đức, dành thanh tài thơm rực non sông, theo đòi học cổ của dặn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi ca, lũ bão tàn tất tả rồi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có gần lắm ư nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm điều đờn trôi. Quyền thâm nhà nghề chọn bàn tri âm đâu nào, giọng tăng sĩ thanh thao như tiền hàng đã lâu sống dưới cạn mòn. Có cây khô mình ra nhìn ngọn đông phong, không minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mũi mồng bay ta. Khuyên chớ chấp kẻ lòng gọi khắp nơi, non sông rực rỡ trói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kia. Bờ sung thầm lớn
giàu cho gặp lắm hầm beo, từ bi vẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Bực mình đeo đắm pháp thân, chờ cơn gió tành sẽ lần bước ra. Thấy thiện tính chân quả trời dừng ngôi, chiều mới bầy con chiếu chích cả đời nhàn tân. Còn một đoạn mưa tần nắng sợ trải qua rồi việc dở đừng cho chúng ơi đơn
Phật tiên thánh muôn loài giáng vật cùng ở trong quả đất dựng gầy. Siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân oan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chỉ giúp tầm đại nguyệt kiến cho dương trần rồi chuyện sai lầm. Định thần dẹp hết tà tâm, quần lại bổn tánh thần không quỷ như. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gặm cuộc đời đầu ngưỡng dòng đất trời minh chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời đôi điều hòa nhã nơi nơi thân này mới chịu trẻ thảo biết đoàn biết kết phi sắc phàm mê mệt nữ đâu này bận rừng dẹp phá gốc gai đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Miệng cho ba tấm vẹn mình hết cơn bệnh tật hết tinh đau tàn cuối nhờ nước má mắt ơi mẹ xin Phật ban cho kẻ chim khôn thì uống nước trong người khôn mang sớm rửa lòng bờn nhớ để ma bệnh theo hờ bén ơi thần chết kia nghĩ ôm hút bên mình đau lành sao lại chẳng tin dầu cho nghĩ thông thái cùng dình cốt xương nỡ đâu lại dài bữa đồng loại cùng gấp hơi ngày thường ngoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên thấy danh chúng quá hiền cánh ai tục nên nhiều lần dục thúc bách trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật lập thân cùng
cõi trần. Vượt cánh khổ muôn phần ưu ám, gánh ghét hờn thì tham muôn bề. Khuyên trong mơ nam nữ chờ quê, cuối đầu tiếng niệm trong về Tây. Cho kẻ bao khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ chồng. Nam mô A Di Đà Phật. Thân ta giàu lòng đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loại. Kính thưa quý vị, sau khi nghiệm kỹ sự đời, nhìn vào thế thái nhân tâm, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hạ bút viết bài cảm tác tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ 1940. Ngài phân tích rõ ràng cho ký lục ngọ và mọi người thấu được lòng Ngài. Cử chỉ thiết tha với giáo hóa của Phật Đà, lo bề an nguy cho bá tánh. Trăng dầu vô ngôn trong tịch mặt, nhưng cũng nói lên được cái diệu quyền của trăng giữa cõi đời hỗn ảo này. Qua tầm nhìn của bậc đại giác đại minh, nên Ngài đã mượn trăng mà tỏ chút tâm tình, mà không ngớt lời kêu gọi dục thúc nhân sinh sớm quyết tìm lĩnh đạo diệu, để tránh mọi tai họa sau này. Xin mời chư thiện hữu cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Đêm thân mà trần nợ trần đâu kéo trần gần chung ra. Nhìn đời lý muôn ứa xa, thế gian đuôi tối nửa mang nửa suy làm chi sự đời. Con thuyền bát nhã xa khơi, giàu cho sóng gió rã rời cũng cam. Thường tục phàm biết đâu
là tan nát phu thê một đời. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét luận đời quy ngôn. Phận ta nói gốc Phật tiên, người khen cũng mặc điều quyền cũng hay. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng qua trong gai sợ. Ít ai nghe rõ giọng đời của người sức bỏ quán ơn cội phàm. Ngày hằng giây ngủ quy tam sắc không không sắc tánh phàm đổi thai, chẳng qua tay ít những ngày nên phần xác thịt đọa đài trần gian lìa quê. Tình chẳng đôi còn mang chi ai, giống tâm nguyện đến Phật đài hiệp cùng chữ Phật độ rài chúng sinh. Nên cho người trong mộng bình minh lẻ nào, gặm cuộc thế chẳng qua tuôn mộng ao. Cuộc truy quan thường di khắp tài quá, nghe chuông linh sớm dứt bề ái hà, kẻo vật dụng cũng lôi vào bể khổ. Ví dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng là
Phật thánh thiên thần phước dư. Có đâu như thế bây giờ loạn luân càng kỹ
chỗ bông bay mồi thơm đi cả Tây Đông Bắc Nam nhân vật người